quý vị và các bạn, hôm nay hơn 16.800 thí sinh của Hưng Yên đã hoàn thành ngày thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024. Kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Trong ngày thi thứ hai, buổi sáng thí sinh làm bài thi tổng hợp. Bài thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó môn tiếng Anh chiếm 40%, môn địa lý và vật lý mỗi môn chiếm 30%. Nhiều thí sinh nhận xét đề thi bám sát chương trình học, kiến thức cơ bản nhưng lại không dễ để đạt điểm cao do vẫn có một số câu hỏi khó để phân loại thí sinh. Buổi chiều, thí sinh đăng ký dự thi vào trường trung học phổ thông chuyên Hưng Yên làm bài thi môn chuyên với hình thức tự luận. Đề thi các môn chuyên được đánh giá hay, tính phân hóa cao, phù hợp với đặc thù tuyển sinh vào trường chuyên của tỉnh. Em thấy đề thi lần này dễ hơn đề thi thử em thi ở trường. Trong 3 môn tổng hợp thì em thấy tiếng Anh và địa lý dễ. Trong 3 môn thấy khó chắc là môn Anh. Em làm được khoảng bao nhiêu câu? Khoảng chắc 20 thôi. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm nay có hơn 16.800 thí sinh đăng ký dự thi tại 28 điểm thi, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh là 11.000 em. So với năm ngoái, số thí sinh đăng ký giảm 400 em, nhưng chỉ tiêu trúng tuyển tăng 500 em. Dù tỷ lệ chọi toàn tỉnh giảm, nhưng kỳ thi vẫn có tính cạnh tranh cao do lượng thí sinh đăng ký và các trường khác nhau. Một số trường có lượng thí sinh đăng ký dự thi đông như Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên, Trung học Phổ thông Văn Lâm, Trung học Phổ thông Yên Mỹ, Trung học Phổ thông Triệu Quang Phục. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra công bằng, khách quan, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức thi tại tất cả các điểm thi. Khoảng 3.000 người tham gia công tác coi thi, bảo vệ, phục vụ kỳ thi được tập huấn quán triệt quy chế thi kỹ lưỡng. Các điểm thi đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi. 100% các điểm thi đều có lực lượng học sinh tình nguyện tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh khi cần thiết. Công tác bảo mật trong quá trình giao nhận và bảo quản đề thi, bài thi được đảm bảo. Camera giám sát tại phòng chứa đề và bài thi hoạt động 24/24 ngay cả khi xảy ra sự cố điện. Kết thúc 2 ngày thi, toàn tỉnh không có thí sinh và cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ thi vi phạm quy chế. Có 137 em vắng thi môn ngữ văn, 140 thí sinh không thi môn toán và bài thi tổng hợp. Số thí sinh vắng thi môn chuyên là 7 em, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt hơn 99%. Thì này thì các đồng chí điểm trưởng lại chính là hiệu trưởng các trường. Cho nên công tác chuẩn bị, công tác chỉ đạo và công tác thực hiện rất là đồng bộ. Qua kết quả của các đoàn kiểm tra, tất cả các cái điểm thi đều thực hiện đúng quy chế. Và đặc biệt là với một cái khí hậu nóng bức này, nhưng mà thí sinh cũng như là các thầy, các cô và lực lượng tham gia thi đều an toàn. Xin chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024. Ngày mai, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai các bước trong công tác chấm thi. Kết quả sẽ được công bố ngay sau khi hoàn thành và dự kiến là muộn nhất vào ngày 20 tháng 6.